Wow, các bạn ơi, ở đây rất là nhiều bút đẹp này. Đập vào mắt tớ đó là một bạn bút khủng long này, đẹp chưa, đẹp chưa? Bạn này có cái gai ở trên lưng luôn. Bạn này chắc là khủng long gai rồi. Đúng rồi, khủng long gai. Thế nên là thích thì chả thích được đâu, rồi xù lông ra. Đây, tớ cho bạn quả dâu này này. Đấy, bạn có thể vừa ngắm vừa ăn được luôn. Ăn bạn này có ăn được đâu. Tớ không thích quả dâu, tớ thích gấu dâu cơ. Gấu dâu á? Ồ, bạn thích gấu dâu à? Chưa, nhưng mà gấu dâu làm gì có đẹp. Này, trời, nếu mà thích ý, thì bạn phải kể đến ví dụ như là Sodoku đúng không? Sodoku thì mới đẹp được chứ. Sodoku bình thường gấu dâu nha, cute đáng yêu nha, mà có rất là nhiều đồ gấu dâu luôn. Đầy Sodoku luôn, nhiều gấu dâu đâu mà nhiều. Không, gấu dâu nhiều hơn. Thế chơi không? Chơi thử thách tìm gấu dâu mấy Sodoku xem ai nhiều hơn. À, dám thách đấu với tớ. Chả thế. Tớ đồng ý luôn, kiểu gì gấu dâu của tớ cũng sẽ nhiều hơn. Thế bây giờ đi mua lý. Ok. Bảo là gấu dâu của tớ ít á. Đây này các bạn ơi, cho bạn Hà biết mặt đi. Đây chính là cái lọ đựng bút có hình bạn gấu dâu cute này, màu hồng giống với quả dâu đúng không? Ngoài cái hộp bút này ra, bên dưới này này còn có cả cái tủ mini nè. Đây, cái này là bé hơn. Nhầm, cái này là bạn thỏ chứ. Bạn gấu dâu của tớ là phải bên này cơ. Đây, các bạn nhìn thấy đáng yêu không? Khi nào mình mua cái tủ này về á, mình đựng đồ vào đây, thế là ngày nào mình cũng thấy bạn gấu dâu luôn. Rất là đáng yêu. Các bạn ơi, các bạn biết đây là nhân vật gì không? Đây chính là Son Goku nè. Đó, Son Goku thì chúng ta nhận ra đó là cái tóc nó dựng đứng hết cả lên luôn. Mỗi lần mà đánh nhau cái thì tia lửa điện nó cứ vây xung quanh luôn đó các bạn ạ. Nhìn này, hầm hố không các bạn? Ở đây còn rất là nhiều Son Goku nữa nhá. Đây nè, đây là áo xám này, còn đây là trang phục đen nè. Tiết à? Nhiều ghê. Son Goku chào gấu dâu. Xin chào. Đây này, một bạn Son Goku nữa nè. Bạn này là quần màu cam luôn các bạn ơi. Tớ thấy thường thường là quần màu cam này xuất hiện rất là nhiều luôn á. Ui, nhân vật này khổng lồ thế. Nhân vật này không biết là có vào trong chuyện đấy không, tớ cũng không nhớ nữa cơ. Thế á, trời ơi, thế bạn lấy mấy cái tượng này đi đẹp này. Có, tớ lấy bạn màu cam này này, nhưng mà để đây, tại vì cái tượng này cái đầu nó dễ bị rụng ra. Thế nên khi nào mình mua mình mới lấy ra. Còn đây này, đây rất là nhiều nhân vật. Đây này, hình như là cũng nhân vật ở trong chuyện đó. Mình sẽ giống Son Goku vậy. Đúng rồi, tác dụng đúng luôn. Đây chắc chắn là Son Goku này. Còn màu đỏ mấy màu này thì tớ quên mất rồi luôn á. Lâu lắm rồi không xem phim này nên quên luôn rồi. Trời ơi. Thế mà ngày xưa fan hâm mộ lắm, tớ rủ đi chơi á, toàn ở nhà bạn. Tớ không đi đâu, tớ ở nhà xem Son Goku thôi. Đầy biết ngọc rồng, bạn là thích xem nào. Đọc truyện cũng vui mà. Hảo hả? Gấu dâu của tớ đây này. Đẹp chưa các bạn ơi? Cái này là cái mà để sưởi, túi sưởi đó. Đúng rồi, túi sưởi rất là ấm áp luôn. Để tay vào đây nè. Các bạn ơi, để tay vào đây để cho ấm nào. Nếu mà hôm nay bạn Tuyết mua thì tớ thấy rằng là trên giường bạn ý sẽ đầy gấu dâu cho mà xem. Nào để gấu dâu để ôm này. Sao lại nằm ngủ thì bắt đầu lại gì? Túi sưởi này. Còn có cả hộp bút này, đi đâu cũng thấy gấu dâu luôn. Cả dép gấu dâu luôn. Sao bạn nhiều thứ vậy? Không, Son Goku mình cũng nhiều mà. Đâu đâu, tiếp theo bạn giới thiệu Son Goku tớ xem. Đây, Son Goku đây. Có. Đâu nhỉ? Từ đâu nhỉ? Sao ở đây nhiều túi đẹp thế này? Túi Kissy nè. Bạn thích kiểu Kissy này không? Ui, tớ không thích cái này đâu. Tớ thích cái, tớ thích con vịt nè. Cạp cạp nè. Con vịt đấy nó sao đẹp bằng cái màu tím này. Đây, màu tím gấu nè. Màu tím gấu đẹp ha. Này, đây có phải là túi của gấu dâu không? Đó, có dâu nè. Ây da, nhưng mà cái này á, cái này thực chất là túi quả dâu đâu, phải gấu dâu của tớ. Tớ tưởng là cái trên giống quả dâu thì đấy coi như là gấu dâu rồi. Cái này bé xíu nhờ, cái này chắc là để được một thỏi son đó các bạn. Thế đi cái này. Lại nhầm rồi. Cái này là cô của TikTok nè. TikTok luôn. Trời ơi, bạn đam mê TikTok thì lấy đi. Tớ phải lấy ra mỗi lần mà tớ dậy dậy thì tớ gắn cái này lên là được. Wow, các bạn ơi nhìn nè, đây là một lớp học các bạn gấu dâu nha. Bạn nào cũng rất là cute. Và trên tay của các bạn ấy đều ôm một quả dâu ở đây nè. Biết vì sao không? Tại vì bạn ấy thích quả dâu quá mà. Ở đây giống như là một lớp học vậy. Ngoài cái bạn gấu dâu màu này thì còn có bạn màu này nè. Đây, màu này thì hơi đậm hơn một xíu. Ui, bạn này lại còn đậm hơn cơ. Nè, bạn này á không cầm quả dâu trên tay mà để hẳn ở túi rồi. Tại vì cầm ở tay mỏi tay quá rồi. Ten ten. Wow, nhìn nè các bạn ơi. Đây là có hai bạn gấu dâu. Ôi, hai bạn ấy đang ngủ thì phải. Hình như đây là anh, còn đây là em á. Tại vì có một bạn bé hơn nè. Cute chưa? Hai bạn ấy đang ngủ thôi thì để cho các bạn ấy ngủ đi. Ê, ở đây còn có một bạn nè. Con này giống như là gối ôm vậy á. Ê, cute chưa? Lại đây nha. Ê, ha.
à? Đang tìm cái gì rồi? Thì tớ tìm Soroku đó. Trời ơi, ở đây có nhiều gấu râu của tớ lắm. Thế á, Soroku đây không có cái gì cả luôn á. Tại vì Soroku của bạn á không đáng yêu nên là mọi người không làm gấu bông. Đâu phải đâu, Soroku đáng yêu thì chắc là gấu bông người ta quên sản xuất Soroku. Xấu nên là không ai thèm sản xuất thì. À, thế. Wow, nhìn này các bạn ơi, đây là anh cả trong một gia đình. Anh hai, anh ba, anh ba, anh tư. Trời ơi, lại còn theo thứ tự rồi. Ôi, đang phải năm ngón tay đây còn bốn à? Còn em út là đi chơi mất rồi. Trời ơi, em út này chắc giống bạn này, chỉ mãi đi chơi thôi. Không phải. Mình học cả ngày rồi nên là mình phải đi chơi chứ. À, vừa chơi vừa học đúng không? Có giải trí đúng không? Tới bạn đầu dân này nè, bạn ấy có biết bạn dân trên đầu nè. Cứ tê hơn. Nhưng mà cả gia đình 5 người này thì bạn lấy bạn nào? Tôi lấy một bạn này thôi, bạn này nhỏ xinh, kiểu dễ ôm hơn. Không lấy đây à? Thôi, mấy bạn này đang anh em cả một gia đình thôi, để cho các bạn này chơi với nhau chứ. Tớ tưởng là bạn muốn tách xa ra luôn. Không, mà bạn biết gì không? Gấu râu của tớ hơi bị nhiều đó. Còn có cả dép gấu râu luôn. Thế á? Bạn đi đâu? Bạn đi vào đây, nếu mà bạn đeo vừa rồi bạn mua một đôi mà đeo. Đi. Tớ tưởng đeo vừa là tớ được chứ. Đây các bạn ơi, đây là da dép nè, nhìn thấy gấu râu của tớ chưa? Ôi, cái đôi dép này màu trắng đẹp nè. Màu trắng có này, màu đen cũng có luôn. Đây. Wow. Gấu râu lớp to. Ngoài ra còn có cả màu hồng nha. Trời ơi, sao mà lại nhiều gấu râu thế? Nhưng mà tớ thích cái đôi dép màu trắng này thôi. Thế bạn đi thử xem, nếu mà vừa tớ sẽ mua cho bạn. Ừ, đây này, đây vừa không ta? Đây tớ thử nhá. Thôi, chúng ai chân voi của bạn không vừa đâu. Ê, trời ơi, nhìn nè. Trời ơi, đang có cơ hội là bạn tích mua cho rồi á mà nó bé quá. Ai bảo chân to, nó thường làm gì? Tớ về tớ tập làm sao cho chân nhỏ lại, xong tích mua cho tớ nhá. Trời ơi, không thể nào, có khi nào bạn bé lại không thì mới mua được thôi. Đấy là tớ sẽ mượn đèn pin của Doraemon á, tớ chiếu vào là chân tớ nhỏ đi vừa. Thế thì bạn phải đi tìm Doraemon ngay lập tức đi. Tớ về tớ ngủ mơ đã. Còn bây giờ thì tớ đi tìm gấu râu của tớ thôi các bạn ơi. Xem móc khóa nào, móc khóa xem có gấu râu của tớ không. Ý, nhìn này. Trời ơi, thực ra tớ nhìn thấy quả râu thôi, nhưng mà sau đó là tớ lại thấy bạn gấu râu ở đây. Đấy, bạn này đi đâu cũng mang quả râu đi. Đây, để xem còn không. Ôi, có móc khóa này đẹp chưa nè. Có bạn gấu râu của tớ đang lơ lửng ở trong. Ôi, cái này đẹp. Ê, cái vòng này đẹp quá à. Nhưng mà đấy là gấu râu của tớ mà. Sao mà gấu râu nó cứ làm ra những cái đáng yêu như thế này nhỉ? Còn Sogoku của bạn không bao giờ có mất khóa đâu. Không, Sogoku không phải không có mà chỗ này nó không có thôi. Sao bạn thử tìm xem. Ui, nhìn này. Trời ơi, đại gia đình gấu râu. Đây là bạn gấu thu nhỏ giống bạn gấu bông vừa nãy mà. Bạn này á, bạn này không thèm mang quả dâu nữa, ăn quả dâu chán rồi. Thế là mang bông hoa trên tay đi. Trời ơi. Đã thế tớ phải tìm khu chìa khóa này, thật là chẳng có bạn Soroku. Bạn đi ra tớ bạn tìm, tìm xem nào. Soroku đâu rồi? Ế, cái gì đây? Ê, tiếng, tiếng, tiếng. Đi chơi đang tiết. Không, cái này là cái móc khóa hình bóng chuột á. Bóng chuột. Tớ tưởng gấu râu chứ. Ê, đây này. Nhưng mà giống à. Giống nhau rồi. Này, cái này là của vẫn nó. Giống nhau. Nè, tuyết cả một chùm à? Không phải. Tôi tưởng cả một chùm. Bạn này là bạn khác, bạn biết. Trời ơi, ở đây. Như này các bạn ơi, ở đây có khóa móc khóa cả. Hoki luôn. Ấy thôi, Hoki đã là cái gì? Bạn nhìn này, bạn biết đây là cái gì không? Đâu? Cái này giống như là cải thảo ấy nhở? Bắp cải. Bắp cải làm được chìa khóa luôn. Trời ơi, cái gì đẹp là mọi người sẽ đều làm móc khóa hết các bạn ạ. Thế mà Soroku đẹp thế sao, vì sao không làm? Tại vì mọi người lại không thấy đẹp, cũng các bạn thấy đẹp đời. Không đẹp mà, tớ sẽ đi tìm. Anh đi tìm đi. Các bạn ơi, buồn cho bạn Hà thật đấy. Bạn ấy không tìm được cái móc khóa nào cả. Còn tớ nè, rất là nhiều móc bạn gấu râu luôn. Các bạn ơi, tớ không biết rằng đây có phải là bờm bạn gấu râu không. Tại tớ nhìn thấy cái màu này này giống với cả bạn gấu râu. Đây, tớ sẽ đeo cho các bạn xem nhé. Xinh không các bạn? Nhưng mà tiếc rằng không có mặt bạn gấu râu ở đây rồi. Đúng rồi, không có mặt tại vì bạn ý ngại đấy. Bạn ý ngại khi Soroku sẽ bị phát hiện đấy các bạn ơi. Wow, trời ơi. Đây là một mô hình Soroku luôn. Nhìn hoành tráng không? Bạn có lấy không? Có chứ, trời ơi, nhìn hoành tráng này. Đây này, đây là cơ thể của Soroku ở bên trong này. Ôi, đẹp thế. Các bạn muốn xem không? Đây này, cái này có thể mở ra được nè. Wow. Đây. Xem nào. Đây, ở đó đây.
chắc là lớn lắm đấy. Wow, chưa đẹp quá các bạn ơi, to đúng luôn. Thế này mà bày trong nhà hài đẹp lắm luôn á. Bạn lấy về đi, xong rồi mấy hôm chắc tớ mượn. Trời ơi, nó nặng lắm bạn, tha đi ra hại vỡ của tớ đi sao. Không đâu, tớ đảm bảo không bao giờ vỡ đâu. Ai mà biết chắc được tính bạn hậu đậu như gì. Đây tớ cầm cho nhá, lấy cái này nhá. Được rồi, cầm bạn cứ lấy thêm tí cầm về nhà tớ nhá chưa. Eo ôi, tớ mượn trước ý, tớ mượn trước. Tớ lấy mượn trước như thế. Các bạn ơi, các bạn có thích những cái đồ mà bé bé tí hon không? Tớ phát hiện ra có rất là nhiều Soroku mà tí hon, nhìn nè. Đây này, trời ơi, sao vì sao lại bé tí hon như vậy? Nhìn này, có đáng yêu không các bạn? Ở đây còn nhiều, ôi, đây là thần to này, thần to mà cũng tí hon các bạn ạ. Ở đây còn cái gì nữa? Ôi dồi, nhìn nhìn này, trời ơi, đây là giống như người xương á các bạn ơi. Ôi, ở đây nhiều tí hon lắm, nhưng mà bây giờ lại chuyển sang bên này xem còn tí hon hay không? Đây, wow, rất là nhiều nhân vật luôn. Mà đây là toàn nhân vật trong các bộ truyện tranh thôi này. Có bạn nào nhận ra đây là những nhân vật gì không? Ê, nhìn cái sừng này. Nhưng mà tớ không nhận ra bạn gái đâu đây nè. Tớ chỉ nhận ra bạn này thôi. Bạn này chính là Soroku đây. Bạn Soroku đây nữa này, ở dưới này này. Đây này, Soroku màu tóc khác này. Soroku màu tóc màu hồng này. Soroku này màu hồng nhạt nữa này. Chú hết nhá, tớ còn tìm thấy một nhân vật là bạn bè của Soroku nữa cơ. Các bạn đi theo tớ, đây. Đây. Nhìn nè, đây này, các bạn nhìn thấy bạn này này. Cái tai này có hầm hồ không, tai rất là dài. Đây chính là nhân vật Piccolo đây, bạn của Soroku, đúng không các bạn? Đây nữa nè, trời ơi. Nhưng mà bạn bè chắc là nó không nhìn, nó không sợ này đâu nhở. Đây là bạn hay là kẻ thù của Soroku vậy? Các bạn comment xuống phía dưới xem nhá. Tớ tự nhiên nhìn cái răng tớ không dám nhận là bạn luôn á. Thế thì thôi, nhận tớ thôi. Này, tớ tặng bạn tốt á, một cái kẹp tóc có hình bạn gấu dâu nè. Đằng trước nha, có bạn gấu dâu. Còn đằng sau, có cả dâu. Có cả dâu. Thế mới chính xác đấy là gấu dâu đúng không? Tớ sẽ kèm cho bạn hạ. Cái này tớ lắc kèm lên này. Đó. Thế là bạn gấu dâu xuất hiện chứ. Quá xinh luôn, đảm bảo bạn nào cũng sẽ khen. Trời ơi, hôm nay mua được hai nhân vật đó, Soroku mấy cả bạn gấu dâu. Bạn nào cảm giác đáng yêu luôn á. Các bạn ơi, các bạn thấy gấu dâu từ cần đáng yêu không? Bạn Soroku đáng yêu đúng không? Bạn nào thích Soroku nào? Còn tớ nghĩ rằng tất cả các bạn ai cũng sẽ yêu gấu dâu của tớ thôi. Gấu dâu tớ cũng yêu được chưa? Hôm nay thì chúng mình mua được hai nhân vật rất là đáng yêu rồi. Còn các bạn sẽ thích nhân vật nào để comment xuống phía dưới nhá. Còn video của chúng mình cũng xin hết kết thúc ở tại đây. Cảm ơn các bạn đã đang xem. Xin chào. Bye bye.